đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đều khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Sự kinh sợ rồi, xin đừng sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu. Dạ, kính chào các anh chị vừa vào đạo tràng. Theo con xin được để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con kính thỉnh sư Trí Đức thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho Phật tử hay ạ. Ukasa ma yang phanh te sung quy sung rắc khana tha ya ti sarane na sa ha bành cha si la ni ya ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì quy và ngũ giới tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti yam bi ma yang phanh te quy sung rắc khana tha ya ti sarane na ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti yam bi ma yang phanh quy sung rắc khana tha ya ti sarane na sa ha ba si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ. Dạ, đạo tràng chúng con đây. Con xin thay mặt đạo tràng kính dâng bích đến sư Trí Đức để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ. Ôm Bụt Thầy á, truyền được tăng trong những nét đêm mà chúng tôi không được rõ. Chào Sĩ Kim Nhung, Sĩ Hồng Nhật, Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Nguyễn Mộng, Sĩ Mê Ta, Sĩ Hạnh Kiểm, Sĩ Tâm Hận, Sĩ Quang Thanh, Sĩ Khê Mất Cha Ri, Sĩ Thi An Lạc và Đạo Hữu Sang. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới. Bụt Đăng Sạ Năng Gạch Cha Hà Mỹ, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sợ năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sẵn khắc sợ năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đức Tỳ Dâm Bi Bồ Tát sợ năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Đồng mong sợ năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Sằng Khăn Sa Năng Gạch Cha Hà Mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ Tỳ Dâm Bi Bồ Đăng Sa Năng Gạch Cha Hà Mi con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Bi Đắc Măng Sa Năng Gạch Cha Hà Mi con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Bi Sằng Khăn Sa Năng Gạch Cha Hà Mi con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt Tha Ra Năng Gạch Cha Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham Mang Sa Ra Năng Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Sằng khăn sa ra năng gạch cha con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đu ti yam bi bút thằng sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti yam bi sằng tham mang sa ra năng gạch cha mi con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Đu ti yam bi sằng khăn sa ra năng gạch
cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti yam bi bút thăng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti yam bi thăm măng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti yam bi sang khang sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tị sa ra na năng ni thi tăng, Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Bà na chi bà ta về ra mặt đi sẽ khó với năng sa mặt dạ ông mi, còn xin vâng những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. À, đình ai đa na về ra mặt đi sẽ khó với năng sa mặt dạ ông mi, còn xin vâng những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Tà mê su mi cha cha ra về ra mặt đi sẽ có bất năng sa ma dạ mi, còn xin vâng những điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da về ra mặt đi sẽ có bất năng sa ma dạ mi, còn xin vâng những điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sự ra mê ra yam ma cha pa ma da tha na về ra mặt đi sẽ khó bất năng sa ma dạ mi, còn xin vâng những điều học là quy tránh xa sự dây vui uống rượu và các chấp sai. Bà na ti bà ta quê ra ma ni xích khá ba đăng sa ma đi già, con giữ điều học là cũng xa sự sát sanh. A di na na quê xích khá ba đăng sa ma đi già mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra quê ra ma ni xích khá ba đăng sa ma mi, con xin là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quê ra ma ni xích khá ba đăng sa ma đi ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra ra ya ma chấp ba ma đắc tha na quê ra ma ni xích khá đăng sa ma đi ya mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự vui uống rượu và các chất say. I ma ni pan cha si ka pa dha ni sa tu kang ka toa nga ba ma de na ni cha ka lăng sam ma ra khi ta băng. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mà giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan ti, sì lê na phu ca sam bát đai, sì lê na ni phu tinh doan ti ta sa ma, sì lăng vị số thát dê. Các chúng sanh sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ,
Con kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật chúng con trong ngày hôm nay ạ. Dạ, tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang ghe na hoàn đề hàng bà đa bằng sùng và ruột ta mang bút thề dô khá lý tô đô sô bút thô khá mà tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng thầm mạnh cha đu vít hàng qua rằng thầm mê dô khá lý tô đô sô mô khá mà tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hàng sang khanh cha đu vít ta mang sang khê dô khá lý tô đô sô sang khô khá mà tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức để con để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Sĩ rạc mình mê bụt thác sê thô sà rì bồ tô chà đắc khí nê hoa mạng sê mô ca la nô phù rà tô bì đà ca chá yàn bà chí mê mà mạ nân đô khí nà sá hoa chà tùn lý sà sá măn tà. Lô ca bà la chí in đá đê hoa sá pram mạ ca e tê sang a nú phá vê nà sá bê phá yá u bát ná hoa nê ca an thá ra yá phì vi nà sán tu a sê. Xá tô Đức Phật ngự trên đầu với mặt xá lợi Phất với trái kiền liên hầu. Trước mặt là tam tạng sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán giới thích lẫn phạm thiên vô oai lực pháp màu. Hồ kỳ cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau diệt tận. Tê ạ thá lạc thà sư kỳ tạo vô rô ná hà bụt thá sa sa nê rô ga sư kỳ tạo hô thà sa hạ sắp bê. Thị nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con ngày. Tiếp theo con xin được hồi hướng đến chư thiên. A ca sa tha cha phô ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhăn nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu sa sa năng. A ca sa tha cha phô ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô ga ru. A ca sa tha cha phô ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhăn nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nhà ta vô. A ca sa tha cha phô ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhăn nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn ba ni nô. A ca sa tha cha phô ma tha đề hoa na ga ma hi thi ca bùn nhăn nô anu mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con.
hộ trì Phật giáo Tăng Bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Yang kinh chi ku sa la cam mang cát tắp bằng kiri yang ma ma ca e na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng cát tăng. Ye sát ta sanh nhi nô a thi ye cha sát ta a sanh nhi nô ca tăng bùn nha pha lăng mây hằng. Sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng bùn nha pha lăng ma già. Dê cha ta na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng sắp bê lô cầm hi dê sát ta chi quan ta hà ra hê tu ca ma nun nhân phô cha năng. Sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rày, lại đem hồn hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nồ nhà tì nằng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ, cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng qua ta mề bùn nhằng à sa quắc khá già qua hàng hồ tụ, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng nít bà na sa bách cha dồ hồn tụ, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả niết bàn. Dạ, với phước nào mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái Tam Bảo, sám hối và thọ trì Tam Quy ngũ giới, chúng con kính dâng đến tất cả thiên, nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phần phước này đến quý sư, đến quý cô tu nữ và xin chia này đến quý vị Phật tử trong Rôm Phật giáo Nam truyền, mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư quý cô tu nữ cùng với các Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Vô Tá Má. Dạ, con cũng kính chúc quý sư và quý cô tu nữ được an vui trong mùa an cư của Phật lịch 2 năm 6 năm. Dạ, với phước báo nào có được chia phần phước này đến cho những người đã và đang bị bệnh COVID hiện nay, và cũng mong phước này cầu mong cho Việt Nam mau chóng kiểm soát được đại dịch và qua được đại dịch này. Phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì Tam Quy ngũ giới cũng đã hoàn tất. Con kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tăng truyền Tam Quy và ngũ giới đến cho Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy ngũ giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sinh tử luân hồi. Dạ, con kính đảnh lễ sư Phát Thanh. Dạ, giờ này cũng vừa phải lễ, sư Pháp Thanh cũng đã vô lớp, con kính mời đạo tràng lắng tâm thôi thanh tịnh cùng con thỉnh Pháp Sư ạ. Mô Ta Sa Pha Ga Wa Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Ta Sa Nam Mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambu Tassa Brahma Chaloka Thibati Sahambati.
ca tánh cha li an thi hoa răng a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chak kha cha ti ka đê sê tu thăm măng a nu cam bi măng ba chăng sát thăm ma phê rinh quỳ na danh cha ca giang sô anh cha bàn thăng a phi thăm ma chăm măng a cô ta giang anh tô cha sắc cha đàn đăng bạp bố thầy dê ba ri sa và mạch chêm sư đăng đàn thuyết giáo đạo tín thành ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ. Phần thỉnh pháp sư cũng đã. Giờ này em kính mời chị Nhật Huỳnh lên đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em giao mic lại cho chị. Kính chúc quý đạo tràng có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sư Kim Nhung. Nam mô Bụt Hà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng Ca Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Huỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân. Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Huỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn sư Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng để bái tâm bảo gia thọ trì vi giới. Và bây giờ thì con xin phép được đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay tương ưng kinh Samyutta Tá Nikaya chương 2 tương ưng thiên tử phẩm 2 La Mã cấp cô đọc bài 1 Chandi Massa. Tại Sa Quách Thi, rồi Thể Tôn, rồi thiên tử Chandi Massa sau khi đêm đã gần mạng với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Ta Quá Ná đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên thiên tử Chandi Massa nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Họ sẽ đi an toàn như thú vùng không mũi sau khi chứng định nhất tâm niệm tỉnh giác. Họ sẽ đi bờ kia như cá phá rách lưới sau khi chứng thiền định tự vượt lỗi lầm. Nam mô Bụt Hà Dạ. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng đông trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy rộng rãi bài học hôm nay để chúng con được hiểu hơn. Và dạ, con đọc bài kinh này con không có hiểu được chắc chừng tí xíu à, nên con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi giảng dạy rộng rãi cho chúng con được hiểu à. Dạ, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư. Dạ, sa thủ lành thai, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Hà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cả quý vị đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ.
Mới vô có chút xíu rồi bắt đầu nó bị trục trặc, nó rớt rớt mạng rồi phải chạy ra ra rồi chạy vô đường truyền không biết. Có ăn ổn không trặc gì thì xin tất cả quý vị quan hệ giảng giải chia sẻ Phật pháp thì kính cung thỉnh chư tôn đức như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh để bái tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đánh vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử hồi lập hại cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phạm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cháu tán dương ân đức Tăng Bảo cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an. Chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Cảm ơn cô Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài và đã đọc phần chánh kinh. Thì trong cái bài thứ nhất chanh đi má xá này đó, thì những cái đoạn kinh thì nó rất là cô động, chúng ta phải hiểu thì mới thấy được cái ý nghĩa, cái lời dạy của Đức Phật. Thì cái vị chư thiên này đến đọc lên cái bài kệ, họ sẽ đi an toàn như thú vùng không mũi sau khi chứng thiền định nhất tâm niệm tỉnh giác. Họ sẽ đi bờ kia cá phá rách lưới. Sau khi chứng thiền định tự chế vượt lỗi lầm. Bây giờ thì sư sẽ giải thích cho quý vị từng đoạn ha. Khi mà chúng ta đó chưa có hiểu biết Phật pháp thì chúng ta đi trên cái con đường của thế gian. Mà đi ở trên cái con đường của thế gian thì nó đầy rẫy những cái chông gai cạm bẫy, những cái hầm hố. Thì cái con đường mà ở thế gian là cái con đường nguy hiểm. Còn nếu mà khi mà chúng ta biết đó, chúng ta biết chúng ta đi trên cái con đường mà giải thoát đó, thì sao? Thì cái con đường này nó sẽ an toàn hơn. Trên cái con đường mà của thế gian thì đi ở trong cái rừng, cái rừng vô minh, rồi trời trong đó đó chúng ta tạo những cái nhân bất thiện ngàn pháp thì sao? Thì trên cái con đường thế giới đầy những cái hầm hố và chướng ngại, thì có khi chúng ta phải rơi vào những cái cạm bẫy. Rồi những cái tai hại do những cái nhân xấu chúng ta đã gieo
giờ cái quả nó đến thì chúng ta phải phải gánh lấy những cái hậu quả khổ đau. Rồi khi chúng ta có cái duyên may, chúng ta học được cái giáo pháp, rồi chúng ta thực hành cái giáo pháp, thì khi mà chúng ta thực hành giáo pháp là gì? Chúng ta từ bỏ cái con đường thế gian để mà chúng đi trên cái con đường thì cái con đường tu tập thực hành giáo pháp là gì? Chúng ta bắt đầu gieo trồng dung bồi những cái nhân tốt đẹp, dung bồi những cái thiện pháp đó. Thì khi mà chúng ta đi chúng ta thực hành thì giống như mình đi trên cái con đường mà nó được được an toàn, sáng tỏ, tốt đẹp, tránh những cái cạm bẫy, những cái nguy hiểm đó. Thì cái con đường mà chúng ta tu tập thực hành theo giáo pháp là cái con đường đi an toàn. Như thú vùng không mũi, hiểu gì thấy rằng đó, ở thế gian này những cái chướng ngại trên cái bước đường tu tập mình đó, nó rất 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 là nhiều. Thì ở đâu cũng có những cái chướng ngại. Cái con mũi ở đây là một cái hình tượng cho những cái sự chướng ngại trên cái bước đường tu tập của mình. Ở Việt Nam cũng có mũi, mà ở bên Miến Điện thì trời ơi, mũi như dải trấu, mà đi qua tới bên Ấn Độ nữa, mũi còn khủng khiếp nữa. Ở Việt Nam mà hồi đó mình sẽ lên mà ở Phước Sơn mà hành thiền đó nha, là chỉ có mà cái thời điểm mà giấc trưa mà khoảng chừng 11, 12 giờ tới khoảng 1, 2 giờ đó là ít mũi thôi. Còn mà sáng, mà buổi sáng mà từ 6 tới 9 giờ sáng đó nha, ngồi thiền cũng phải ngồi đó. Chỉ có buổi khoảng chừng 10 giờ cho tới khoảng 1-2 giờ trưa đó là mới dám cái bờ, mà cái bờ tầm dâm lúc đó là nắng gắt đó. Thì những cái ngồi cho nó mát. Bị hồi xưa là lúc cái thời điểm mà năm 94-95 ở Phước Sơn chưa có điện đốt gì đâu, bằng đèn dầu không đó. Mà cái mùa nắng thì nó cũng nóng thấy mồ, cho nên là trưa đó 9-10 giờ đó ra ngồi ngoài cái hàng hồi xưa ở dưới cái trường thiền đó, có cái hàng trồng hàng trúc, hàng tầm dông, thì ra buổi 9-10 giờ mình ra mình ngồi ngoài mà chỗ đó rất là mát, mà cái giấc đó thì không có mũi. Còn thôi là từ mà 8-6-7 giờ sáng nha, mà ngồi mà mũi dằn nó bu rồi khỏi nói nha. Rồi mình nói là chắc là ở Phước Sơn là mũi dữ rồi, nhưng mà tới chừng mà qua ở bên Miến Điện, ở bên chỗ trường thiền Xuyên Minh đó nha, trời ơi, mũi còn khủng khiếp nữa. Mũi dằn con nào con ấy to thì cũng vậy. Cái giấc mà cỡ chừng 7-8 giờ sáng nha, thì cũng vẫn còn mũi. Mà mấy ngày nào mà trời mưa đó, trời mưa là mũi cũng còn dữ nữa. Trời, cái mùa Tết Miến
Có mùa Tết Miếng thì thiền sinh đã vô trong trường thiền rất là đông. Rồi lúc đó đâu có cái mùng để mà ngồi thiền được. À, 400-500 người vừa bên chư tăng, vừa tỳ kheo cận sự nam, rồi ở tầng dưới là vừa tu nữ, vừa cận sự nữ nữa. Thì quý vị biết là có những cái ngày cao điểm ấy, là cỡ 700-800 người, cho nên nó chặt cứng hết á, chặt cứng hai cái tầng của trường thiền. Thậm chí có một số là những cái ngày mà nó nóng quá không chịu nổi, phải ra mà ngồi xung quanh cái mái hiên của trường thiền đó. Mà ban ngày nó dậy chứ ban đêm mà mũi kinh khủng luôn. À, lúc đó là không có đủ mồm ngồi, cho nên là ngồi trần, mà mũi nó bu nó cắn sao đừng có nói chuyện. À, nhưng mà rồi cái rồi riết chỗ nó cũng quen. À, cứ bây giờ là mới đầu thì nó khó chịu, mà dần 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 á thì nó cũng quen. À, mày cắn nhiêu đó mày cắn cắn đã là thôi. À, ngồi một thời thiền rồi đó, một tiếng hồ xong nó mở mắt ra, trời ơi, mũi nó cắn nó bại không nổi. À, ở trước mặt mình mũi nó bò không bại không nổi. Nhưng mà những cái ngày đó thì phải chấp nhận, chứ không có nói gì hết. À, thành ra chúng ta tu tập thì sao? À, nó đủ thứ những cái chướng ngại. À, chướng ngại bên ngoài. À, rồi cái chướng ngại ở trong bên trong tâm của chúng ta nữa. À, chướng ngại bên ngoài là mũi mông nè, các cái loại côn trùng nè, rồi thời tiết nè, rồi những cái điều kiện tác động mà ở bên ngoài. À, nó cũng cản trở bệnh tật rồi chẳng hạn. À, rồi đó là những cái chướng ngại bên ngoài. À, quý vị biết rằng có những người ta cũng tầm cầu, người ta cũng thiết tha tu tập dữ lắm. À, những cái vị mà bên Hàn Quốc mà qua bên trường thiền Sư Minh nha, mấy vị này người ta qua, người ta tu tập rất là tốt, nhưng mà có những lúc những cái vị này qua rồi chuẩn bị cái tư thế rồi tinh thần rồi tu tập là tinh tấn dữ lắm, nhưng mà qua rồi đó, rồi cái điều kiện thời tiết rồi bệnh tật, mà nhất nhất là bệnh tật thời tiết, mình cố gắng mình kham nhẫn mình chịu đựng á, thì cũng qua. À, mũi mọng vậy mình ráng chịu đựng nó cũng qua. Nhưng mà cái bệnh, có nhiều vị qua bị chói nước. À, tức là cái cơ thể uống cái nước ở chỗ bên trường thiền uống nó không có hợp. Bởi vì biết là nước đó là bơm từ dưới giếng lên, cái giếng lên bơm cái hồ mà nó to giống như nguyên một cái dãy nhai đó, đó từ ở dưới giếng bơm vô cái hồ đó, bơm cái hồ đó rồi quá bắt đầu để cho một hai bữa cho lắng dịu, bắt đầu lọc, ha, lọc qua là cát quẩy gì đó ha. Lọc xong mới là bơm lên trên cái bể mà ở trên cao đó, mấy cái satoro đó, rồi lên trên, ở trên đó mới bắt đầu mới xuống đưa xuống dưới nhà bếp rồi này kia nọ ha. Mọi người biết ở dưới nhà bếp á là có những cái máy lọc lọc ra rồi đó, thì mới lấy cái nước đó để mà sử dụng mà nấu ăn nấu uống. À, rồi
rồi lấy cái nước đó xong á, nấu rồi đó nha, mới đem lên trên trên đường thiền. Còn nếu mà cái nước mà không có nấu á, thì vô bình hai chục lít đem lên để trên tăng xá đó. Rồi trên tăng xá đó, thì có cái mua cái bình lọc nữa, đổ vô ông đó để mà lọc. À, vậy đó mà nhiều khi á, có nhiều vị uống vẫn bị tào tháo được như thường. Có nhiều vị mà bên Hàn Quốc cái đường ruột yếu, tội nghiệp ổng qua ổng bị bảy ngày liên tục, xong rồi cái bắt đầu bây giờ nặng quá rồi, sao giờ phải đưa ra bệnh viện, đưa ra bệnh viện trị cho nó hết xong rồi quản quá, mua vé máy bay trở về bên Hàn Quốc luôn. Đó, thành ra đó, trên cái bước đường mà, cái con đường mà mình tu tập đó, nó đủ thứ những cái trở ngại hết. Những cái chướng ngại bên ngoài, là rồi mũi mầm kiên, rồi là bệnh tật đủ thứ thế này thế khác, thức ăn rồi thời tiết rồi đủ thứ hết. Đó là những cái chướng ngại bên ngoài. Cho nên đó là trong một cái bài pháp, ngài hòa thượng thiền sư Siêu Minh ngài có nói để mà sắp tấn động viên các cái thiền sinh ở nước ngoài qua, thì ngài nói sao, quý vị từ ở những cái trú xứ khác, những quốc độ khác mà đi đến đây mà tu tập đó, thì phải có cái sự cố gắng nỗ lực rất là nhiều, nào là thời tiết, rồi vấn đề mà thức ăn, rồi phong tục tập quán đủ thứ. Nếu mà mình không có cái sự cố gắng, không có cái sự nhẫn nại đó, thì không thể mà tu tập được. Cho nên á, cái mà mũi mỏng ở đây đó là những cái điều kiện, những cái chướng ngại ở bên ngoài. Nếu mà chúng ta cố gắng vượt qua, kham nhẫn chịu đựng vượt qua tất cả những cái đó thì mình mới đạt được cái sự tu tập. Mặc dù ở trường thiền đó là tương đối những cái điều kiện đó, nó cũng là tốt rồi đó. Mà nếu mà có những lần mà sư đi vị sư Hồng Yến, họ hướng dẫn mình đi tham quan một số cái chùa ở trong làng, hay là đi đến những cái chỗ mà cái chùa mà chỗ nơi mà cái rừng mà đầu đà của Tư Tăng này, mình thấy mấy cái vị mà tu ở trong rừng đầu đà đó, mình thấy là phải cái sự nổ khủng khiếp. Thì biết rằng ở trường tiền thì mình trong phòng ốc rồi cũng có đồ ha, còn mấy vị mà người ta tu ở rừng đầu đà đó, thì đâu có mùng chiếu gì đâu. Mỗi vị có một cái ghế giống như cái quý vị thấy hồi xưa có cái ghế bố mà ở Việt Nam mình ta có hay làm đó, tức là cái ghế bố mà không có nằm được, nửa coi như là nửa nằm mà nửa ngồi đó. Mà ở bển thì đã đóng bằng tre đó, đóng bằng tre, thì mỗi vị có một cái ghế giống vậy đó, rồi bốn cái cây tre nhỏ, thì ở xung quanh mấy cái gốc cây gì đó, rồi trải bằng những cái y cũ ha. Đó, rồi nếu mà bằng đêm thì chỉ lấy mà cái y trùm sơ sơ lại thôi. Trời ơi, mũi thì khủng khiếp luôn đó. Chừng nào mà trời mưa gió đó, thì mới chạy vô trong cái mái hiên của cái chùa đó,
không có vô trong nha, không vô trong, tại vì mấy vị mà nguyện đầu đàn chỉ ở vòng cái ngoài mái hiên thôi. À đó, thành ra đó, thường thường là các cái vị mà với thời tiết muối à, mưa vị mà ở rừng đầu đà về là thường thường là 7-8 vị à, là dính vào cái sốt rét à, sốt rét có những vị mà nghe rồi thưa sư, rồi đại sư đã chắc là tại đường truyền dạ mình hân hỉ chờ mát. Nam mô Bụt Thầy giá. À, không biết là quý vị nghe lại nha. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ. Nó bị trục trặc. À, sư nói trước là ha, quý vị quan hỷ nha. Thì có những cái vị bị sốt rét nặng vô trong bệnh viện. À, bệnh viện dành riêng cho chư tăng. Thì vô đó mà cũng không có thuốc men gì hết à, hả, nếu mà ở bệnh viện có thuốc gì thì đưa cái đó, còn nếu mà không có đó thì mình phải tự ra ngoài mua, mà lúc đó là mua thuốc nó rất là khó khăn, khan hiếm dữ lắm à. Đó là cái vấn đề mà cái trở ngại mình cái tu tập mà, những cái chướng ngại ở bên ngoài là nó mình tưởng đâu là ở Việt Nam vậy rồi, ở Miết Điện vậy rồi, không? Tới chừng mà đi qua bên bộ Bồ Đề Đạo Tràng, trời ơi, mũi còn khủng khiếp. À, thường thường cái lúc mà như cái năm mà sư qua 2017-18 vậy đó, thì mà lúc mà hôm qua ở ngay Bồ Đề Đạo Tràng thì lúc đó cái tình hình nó cũng căng thẳng do cái vấn đề mà xung đột giữa Phật giáo với Hồi giáo ở bên Miến Điện á, thì cái tụi Hồi giáo đem nó đặt bom ở gần ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, cho nên là mình cũng đi qua gặp cái lúc mà nói à, nó đặt bom trước đó là khoảng 4-5 ngày đó. Cho nên là khi mà sư mà qua tới bên Ấn Độ đó, trời ơi, thôi cảnh sát rồi lính tráng gì quá trời đông ở cái khu mà chỗ mà Bồ Đề Đạo Tràng luôn. Tại vì lúc đó là có ông Đạt Lai Lạt Ma ở bên Mỹ ông về ông thuyết pháp cái khu vực đó cũng ở nằm ở cạnh bên Bồ Đề Đạo Tràng nữa ha. Mà trước đó mấy ngày là tụi Hồi giáo nó đặt bom, thành ra trời lúc đó thôi trời, lính rồi cảnh sát rồi ôm quá rồi nó xét rồi cũng thứ hết đi vô là nó xét giống như là mình những cái cửa mà an ninh mà đi qua phía trường vậy đó. Rồi thường thường thì hồi đó thì không có đóng, nhưng mà do cái tình hình an ninh bất ổn á,
Thành ra là tối, tối 9 giờ đêm, lính với cảnh sát phải đi lục soát ở trong cái khu bồ đề đạo tràng, nó đuổi ra hết. Đuổi ra hết, 5 giờ sáng đó, thì bắt đầu mới là sắp hàng. Sắp hàng, nó xét từng người, từng người, từng người. Không có được đem điện thoại rồi gì á, đem đem hồi bình thường người ta đem đèn cầy vô, người ta đốt ở xung quanh cái bồ đề đâu, tràn cũng cái bồ đề cũng được nữa, nhưng mà cái đó là cấm luôn, không có đem hột quẹt mà không có đem đèn nhang gì vô mà đốt được hết á, cấm hết tuyệt đối. Chỉ có thể là mua những cái sâu bông dạng thọ đó, bông dạng thọ họ sâu bán, thì sư nhớ như là 10 ruby nó cứ bán một cái sâu dạng thọ bán 4 tấc 5 tấc thì nguyên một thước đó. À, dạng thọ xỏ lại thành một cái sâu vậy đó. Thì mình mua ở ngoài đó là 10 ruby 20 ruby gì đó, mình đem vô là mình đem máng lên ngay chỗ cái hàng rào của cây bồ đề đó để mà cúng thôi, chứ còn là nó xét rất là kỹ, không có cho đem cái gì vô hết. Nếu mà có mà ai mà có đem điện thoại ha, iPhone, iPad gì đó là phải bỏ ngoài, còn không bỏ ngoài thì đi về, chứ không có cho giờ đem vô, nó rất khó như vậy đó. Rồi quý vị biết không, 5 giờ sáng mở cửa sắp hàng vô rồi, rồi vô rồi đó là bắt đầu người ta nó đông ngàn ngát, xong rồi bắt đầu ngồi mà là tụng kinh hành thiền đó. Trời ơi, mũi thì thôi đừng có nói chuyện nha. Cho nên là khi mà mình muốn mà tu tập đó nghe, trời ơi, nó đủ thứ chướng đó. Nếu mà mình không vượt qua những cái chướng ngại bên ngoài thì không thể nào mình tu tập được đâu. Rồi á, cái đó là chỉ là mới cái bên ngoài. Rồi những cái chướng ngại bên trong á, không à, phiền não rồi bệnh tật rồi nó hành hạ đủ thứ chuyện hết ha. Mà nếu mà mình không có cái tâm mình không có an ổn á, mình không có định tâm được á, thì làm sao mà mình thực hành được. Cho nên á, là chính nhờ cái sự mà ổn cố, chúng ta gạt bỏ, vượt qua hết tất cả những cái chướng ngại, cái tâm mình an ổn, quân bình. Nhất tâm ở đây là cái trạng thái của sự định tâm. Chính nhờ có định tâm á, thì mình mới có được cái đạt đến cái chánh niệm tỉnh giác được. Mà khi mà chúng ta có cái định rồi cái chánh niệm tỉnh giác đầy đủ thì mình mới vượt qua tất cả những cái phiền não, mình mới đạt đến cái bờ bên kia. Bờ bên kia này là đạt đến cái trạng thái niết bàn. Rồi như cá phá rách lưới thì cái lưới ở đây đó là ám chỉ về cái gì? Cái lưới ở đây á, là quý vị nhớ là trong cái Tường Bộ Kinh đó, thì cái bài kinh mà Phạm Võng ở trong Tường Bộ là cái bài kinh số 1, là cái bài kinh Phạm Võng đó. Thì ở đây Đức Phật dí cái mê lầm vô minh, cho nên nó sanh ra cái tà kiến. Cái tà kiến là giống như cái lưới vậy đó, hay là cái vô minh si mê nó giống như cái lưới vậy đó, mà nó bao trùm hết. Giống như là những cái người mà ở dưới sông dưới biển, người ta hay đi bủa lưới để là người ta bắt cá đó. Thì cái lưới của ma dương đó,
là nó bao trùm giống như cái lưới mà của những cái người mà ngư dân vậy. À, thì trong cái từ cái tà kiến này đó, thì nó sinh ra làm chia ra làm hai. Chia làm hai là thường kiến và đoạn kiến. Rồi từ hai cái mà thường kiến đoạn kiến này đó, thì bắt đầu á nó chia chẻ ra thành tới 62 cái loại tà kiến. Quý vị thấy khủng khiếp không? Nội mà nếu mà chúng ta mà không có duyên may mà chúng ta không có gặp được cái chánh pháp đó, thì chúng ta lọt vô trong một trong 62 cái tà kiến đó, là nó rất là nguy hiểm vô cùng ha. Cho nên á, quý vị thấy rằng á, mình may mắn mình hiểu biết được cái chánh pháp để mình thoát ra được cái tà kiến này là cũng là một cái điều hết sức là có phước báo, hết sức là hạnh phúc rồi, không? Đó. Chứ còn mà nếu mà chúng ta còn mê lòng tà kiến, còn chấp thủ những cái quan niệm quan kiến sai lầm, thì sẽ còn bị giam hãm, bị bủa vây bởi cái lưới của ma dương. Cho nên là những cái vị mà đã đạt đến cái sự giải thoát, cái trạng thái mà niết bàn, giống như là những cái con cá mà nó thoát khỏi được, nó phá rách được cái lưới của ma dương để mà thoát ra. Cho nên là khi mà những cái vị mà đã đạt đến cái trạng thái chứng đạt các cái tuệ giác hay là những cái thiền định cũng vậy, chứng đạt những cái tầng thiền đó, thì nó chỉ tạm thời nó đối trị các cái phiền não thôi. Nhưng mà nếu mà đạt đến những cái tuệ giác từ thấp đến cao, từ các cái đạo quả của bậc thánh hữu học đến các bậc thánh lậu tận, thì như vậy các cái vị thánh nhân có một cái đời sống quân bình, tự chế, sống thuận pháp tùy pháp, thì các vị này sẽ vượt qua tất cả những cái phiền não. Thì trong đời sống quý vị thấy sở dĩ mà chúng ta mà có những cái lỗi lầm, có cái lỗi lầm là gì? Là mình còn cái phiền não, còn bị chi phối bởi vô minh, mê lầm, chấp thủ, rồi đưa đến những cái tham muốn, sân hận. Thì chính những cái này nó là cái mầm mống để mà chúng ta tạo ra những cái lỗi lầm. Thì khi mà các cái vị thánh nhân đó, các ngài đã trừ tuyệt tất cả, đào bứng tận gốc rễ của phiền não, thì như vậy á là đã đoạn trừ được tất cả các cái lỗi lầm rồi. Cho nên là các ngài đã đạt đến một cái trạng thái an lạc, cái hạnh phúc giải thoát cao thượng. Cho nên là khi mà chúng ta tu tập thì phải có được những cái sự cố gắng, tinh tấn, nỗ lực rất là nhiều. Chúng ta phải vượt qua những cái chướng ngại ở bên ngoài, rồi chúng ta phải vượt qua tất cả những cái truyền cái sự ngăn che
trở lực của phiền não ở trong nội tâm mình đó. Thành ra đó chúng ta phải chiến đấu với những cái chướng ngại mà người ta ví là gì, là binh ma. Binh ma ở đây là những cái chướng ngại, những cái phiền não, những cái trở lực nó cản trở trên cái sự tu tập của mình ở bên ngoài, rồi cả trong cái nội tâm nữa. Cho nên là trong kinh mà ví những cái chướng ngại, những cái trở lực này là những cái đạo binh ma. Chứ mình đừng tưởng là có con ma thiệt, nhưng mà sự thật ra đây là con ma phiền não. Con ma phiền não ở trong chính cái nội tâm mình á, rồi chính những cái binh ma này đó, nó có đôi lúc nó làm cho mình buông lung, dễ vui, chán nản, không có sự nỗ lực cố gắng tu tập thực hành, không? Cho nên á, là tu thì cũng nhiều, nhưng mà đạt đến đạo quả thì rất ít. Tại sao? Tại vì không có vượt qua được những cái chướng ngại, những cái phiền não này, mình không vượt qua được, không có khống chế được những cái đạo binh ma ở bên ngoài cũng như ở trong cái nội tâm chúng ta. Cho nên là cái sự tu tập đòi hỏi chúng ta phải có một nỗ lực rất là nhiều. Còn nếu không á, nếu không á, thì chúng ta sẽ không thể nào mà đạt được. Thành ra đó, đòi hỏi chúng ta cái sự nỗ lực phải bền bỉ, kiên trì, từng bước chúng ta khắc phục, chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để vượt qua từ những cái về thời tiết, rồi những cái điều kiện đời sống bên ngoài, vật thực, rồi trú xứ, rồi những cái điều kiện bên trong, những cái phiền não, những cái triền cái, những cái sự dễ vui, giải đãi, nó luôn luôn là nó ngăn trở, nó lôi cuốn, nó không có để cho chúng ta có cái sự tu tập một cách mà an ổn dễ dàng. Cho nên là nếu mà chúng ta noi theo cái gương của Bậc Thánh thì đòi hỏi chúng ta phải có cái sự nỗ lực tu tập mà rất là mãnh liệt, thì chúng ta mới vượt qua được. Thì thường thường ta nói là gì, vượt lên chính mình. Thì vượt lên chính mình là cái gì, là chúng ta vượt qua tất cả những cái khốn khó khăn, các cái điều kiện ở bên ngoài, các điều kiện về vật chất, rồi vượt qua chính mình ở những cái sự mà chấp thủ của phiền não ở trong nội tâm. Khi nào mà chúng ta vượt qua được những cái chướng ngại này thì chúng ta sẽ được an ổn. Chúng ta không còn bị những cái phiền não nó khống chế, nó xài xử, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống tương đối tốt đẹp, an ổn. Còn nếu mà chúng ta không có sự nỗ lực tinh tấn, quyết liệt để vượt thoát được cái sự khống chế của phiền não, thì giống như là mình con cá mà đi, còn bị ở trong cái lưới của cái người mà ngư dân vậy đó. Cho nên chúng ta phải hiểu những cái
cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh. À, thì cái mặc dù cái đoạn này á, là không phải cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà cái nói lên về cái con đường tu tập mà Đức Phật đã chấp nhận cái lời nói của cái vị chư thiên này, cho nên là đã được kết tập trong kinh điển. Thì ở đây là cũng một cái phương hướng, một cái đường lối để chúng ta tu tập, để mà vượt qua tất cả những cái phiền não chướng ngại, cũng như những cái lỗi lầm ở trong đời sống, để chúng ta có được sự nỗ lực tu tập để đạt đến sự an ổn ngay trong cái đời sống hiện tại. Và chính những cái nỗ lực thực hành trong cái đời sống hiện tại này, nó là những cái nền tảng, những cái phước báo nó sẽ hỗ trợ chúng ta tiếp tục trong tương lai. Và nếu chúng ta trong mỗi kiếp sống mà chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, thì nhất định là chúng ta cũng sẽ đến những cái thánh đạo thánh quả, để đem đến một cái đời sống an vui tốt đẹp. Thì qua cái phần chánh kinh, rồi qua những cái lời dạy của các bậc trưởng lão và tìm hiểu, thì cũng có chút ít những cái hiểu biết để chia sẻ giải thích với quý vị về cái phần chánh kinh, cái bài học ngày hôm nay. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, và chúc tất cả quý chư thử, quý phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm vượt khỏi những cái khổ đau trong đời sống hiện tại, dịch bệnh, thiên tai, dịch họa sẽ mau chóng lắng dịu, để chúng sanh có một cái đời sống an lành tốt đẹp. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Thì bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời Đạo Trang. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con kính đã giảng bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi một lát. Dạ, con một lần nữa lễ Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính đạo tràng. Dạ, cái bài pháp hôm nay con là con trong nghĩa đen thôi đó sư, con cũng không có hiểu mà rộng rãi thêm, thì con thấy là đúng là cái tầm nhìn của mình nó hạn hẹp quá. Con hiểu có nghĩa là cái mũi thì là mình không bị mũi cắn, thì mình đi một cái, những con thú mà nó bị mũi cắn thì nó rất chịu, thì con cũng chỉ hiểu như vậy thôi, tức là những con thú nó sẽ thoải mái. Nhưng mà con cũng không nghĩ đó là những cái chướng ngại như phật sư phân tích, đúng là chướng ngại ạ. Rồi khi đọc đến câu mà như cá mà phá rách lưới, thì con cũng chỉ nghĩ là con cá nó vùng vẫy trong lưới thôi, cũng đó là cái lưới phạm võng, lưới tà kiến ở trong cái bài kinh phạm võng. Dạ đúng, con thấy khi mà sư phân tích thì con đúng là thấy đúng là mình cứ bị vùng vẫy trong cái mê hà kiến, nó trói buộc mình cũng bị dính. Dạ con rất là hoan hỉ khi được nghe sư phân tích như vậy. Dạ bây giờ đến là đến thời gian của đạo tràng. Dạ kính mời đạo tràng có ý kiến ạ. Vị nào
có cái gì thắc mắc hoặc muốn trao đổi thêm thì kính mời bàn tay của quý vị. Dạ, xin mời, mời quý vị giơ tay hoặc là chat trên màn hình ạ. Dạ, con thưa sư, dạ con xin mở hàng. Dạ, qua cái bài mà hôm nay á, thưa sư, thì con đọc và qua cái sự phân tích của sư thì cái câu mở đầu là họ sẽ đi an toàn. Cái chữ họ là chỉ dành riêng cho chư tăng, chư thì con thấy mới là ý là như thú không vùng khỏi, như thú ở trong cái vùng không có mũi, tức là chỉ có chư tăng thì họ mới toàn tâm toàn họ để họ chống lại những cái phiền não như vậy, chứ còn mà hàng Phật tử chúng con thì não vây quanh rồi họ sẽ đi đến bờ kia, thì đa số chư tăng thì nó có điều kiện hơn so với chúng con. Mặc dù thì những trong cái thời Đức Phật thì cũng có những vị mà cư sĩ đã đạt tới tu đào hòa đi đến cả A-la-hàm, nhưng mà thời ngày nay một vị cư sĩ mà để toàn tâm toàn ý mình tu tập để chứng thiền rồi có chánh niệm tỉnh giác rồi đi đến bờ kia là bờ giải thoát, để không còn những tà kiến này, tức là nếu mà mình không còn tà kiến thì ít nhất mình cũng chứng được cái quả tu đà hoàng. Thì như vậy á, thì ngày nay Phật tử chúng con rất là khó khăn trong cái việc mà đi trên con đường giải thoát. Như sư đã phân tích thì cái con đường thế gian á, thì cũng khó đi, nhưng mà mình đã thành con lối mòn rồi, mình đi mình vẫn nó còn dễ. Chứ còn đi trên con đường giải thoát thì nó an toàn, nhưng mà nó rất là gập ghềnh khó đi. Những cái phiền não nó cản trở mình, thì như vậy là nó rất là khó đi. Thì ý của con muốn hỏi ở chỗ này là như vậy thì ngày nay mà những người mà không bị trói buộc bởi gia đình, không bị trói buộc bởi con cái, không bị, nói chung là không bị vướng bận về những chuyện gia đình á, thì những người đó họ có phước hơn trong cái con đường tu tập, phải không thưa thưa sư? Dạ, ý của con muốn hỏi là tức là những cái người mà không có gia đình, nhiều khi người ta nói là không có gia đình là không có phước, thì cây độc không có trái, thì gái độc thì không có con hay là gì vân vân, tức là người mà không có gia đình thì là người đó là vô duyên không có phước. Nhưng mà nếu mà xét trên con đường tu tập vậy thì có phải những người đó là những người có phước hơn rồi? Dạ, con ý con muốn hỏi như vậy đó thưa sư. Sư nghỉ ngơi một lát, sư uống trà xong rồi á, con thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Cái ở thế gian á, người ta thấy những cái người nào mà nó khác á, là bắt đầu người ta hay soi mói, người ta chú ý, người ta muốn tất cả phải giống như mình, theo cái quy luật của thế gian thì con người ta sau khi mà lớn lên trưởng thành rồi thì phải dựng vợ gả chồng, rồi phải có gia đình, phải có con có cháu kia nọ để mà tồn tại duy trì cái nòi giống, đúng không? Tại vì những cái người nào mà nó khác, tức là không có theo cái quy luật đó, thì bắt đầu là họ nói ha. Rồi sao? Có nhiều người đó, không có con, rồi đi tìm kiếm con nuôi rồi đem về để nuôi. Rồi có nhiều khi đó, con nuôi đó, thì mấy đó, rồi đó, là nuôi chó, nuôi mèo.
phải phải cái đời sống mà nó rảnh rang quá đó, nó không có vui à, phải bận rộn, phải cực khổ rồi ha, rồi đó là nuôi chó nuôi mèo đó, rồi phải cái gì, phải lo cho nó ăn nó uống, rồi phải à, tắm rửa, rồi thậm chí là phải trang điểm rồi cho nó ha, may quần may áo, mua đồ mua đạc rồi này kia nọ đủ thứ chuyện hết à, mình phải mình thấy mình làm những cái điều vô ích không, không? Những cái đó nó đâu có đem đến cái lợi lộc gì cho cái đời sống đâu à, thay vì á à, mình không có con cái, mình ráng mình lo mình học kinh học pháp, mình thực hành tu tập rồi cho nhiều không? Còn á, họ nói ở thế gian ấy, thì họ nói gì, nói theo cái tưởng của thế tình của thế gian à, nói làm sao mà cho người ta là phải làm theo mình không đó. Mấy thằng cha mà nó nghiện rượu thì ai mà không uống rượu là nó không có chịu à, nó nói dân nói dần, nó nói này nói kia nói nọ, nó nói làm sao mà phải uống rượu á, để chi, để giống họ à. Còn bây giờ mình á, nó sai nó xỉn, nó đi băng xiên băng nai hoàng nói xiên tầm bậy tầm bạ à, mình tỉnh hơn nó không chịu à, đó thành ra các ông trong cái trung bên Trung Quốc có cái ông gì đó quên rồi, ông thấy cuộc đời này nó điên đảo quá, điên loạn quá, họ sai trong cái tài tình danh lợi đó. Ông chán ngán quá, ông mới đi ông muốn nhảy dưới sông, ông tự vẫn ông chết rồi sao à, nhưng mà người ta nói vậy, cuộc đời nó sai, cuộc đời nó điên đảo thì kệ nó, mình đừng có lo cho nó cái chuyện mà cái miệng thế gian mà. Ta nói sao cái miệng không dành cho nó, là nó nói xiên nó hoàng, nó nói đúng cũng được mà nói sai cũng được, mà nó nói tốt cũng được mà nó nói xấu cũng được nha. À, khi thương á thì trái ấu cũng tròn, mà khi mà nó ghét rồi á thì cái trái mù u à, cái trái bồ hòn cũng méo, thì cái quy luật của nó là vậy đó. Thành ra đó cái chuyện mà của thế gian, cái miệng thế gian họ nói gì đó họ nói, còn mình á mình phải có cái lý trí, có cái trí tuệ để mình phân biệt à, và mình đi theo cái con đường mà đúng đắn nhất à, đi theo con đường của các bậc thánh nhân à, để chúng ta có cái sự an vui, thấy không? Nó nghiện xì ke tí rồi nó cũng lôi kéo mình à, cũng phải gia vô cái con đường nghiện ngập đó nó mới chịu, thấy không? Đó thì họ khổ đau quẩn quanh trong cái vấn đề này, lo toan công việc của gia đình à, thì họ cũng muốn mình cũng giống vậy đó ha. Đó cho nên là mình phải hiểu à, thôi cái chuyện anh thích cái đời sống à, có con có cái có này kia nọ thì cái quyền đó của anh à, tôi bây giờ tôi chán ngán rồi, tôi muốn thoát ra cái đó à, thì cái quyền của mình kệ, đừng có người ta nói sao à, chó sủa mặt chó bằng lữ hành cứ đi à, bây giờ mình đã quyết cái con đường đi cái con đường đó rồi thì bây giờ á họ có tác động họ nói gì họ nói ha, mình vẫn đi theo cái con đường mà cái chí hướng của mình đã định. Còn mà cái vấn đề tu tập thì quý vị thấy rằng nó rất là khó ha. Thì nếu mà chúng ta sống cái đời sống xuất gia thì cái sự tu tập á nó
thể là thực hành giáo pháp mà tốt hơn. À, chứ còn cái đời sống cư sĩ thì nó cũng rất là bận rộn bởi cái, những cái bổn phận, à, những cái trách nhiệm ở trong gia đình. À, nhưng mà quý vị thấy rằng đó, cái đời thời kỳ Đức Phật thì cái thời kỳ đó sanh có cái phước báo nhiều hơn, thì cũng có rất nhiều hàng cư sĩ cũng chứng đạt được cái thánh đạo thánh quả. À, chỉ trừ ra cái đạo quả tứ đạo tứ quả a la hán thì dứt khoát là phải trở thành bậc xuất gia. À, chứ còn tu đầu quần sơ đạo sơ quả, tức đà hàm nhị đạo nhị quả, à, tới a na hàm tam đạo tam quả thì hàng cư sĩ cũng rất là nhiều, không? À, chỉ cần chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, à, trong mọi điều kiện mọi hoàn cảnh, à, thì sẽ đem đến cái đời sống an vui. À, chứ không phải là tất cả phải xuất gia hết, không? Nhưng mà mình là cái người cư sĩ tại gia, à, thì mình có cái bổn phận mình tu tập. À, nếu mà mình làm đầy đủ các cái bổn phận đó, đó thì mình sẽ đạt được cái kết quả, không? Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái người có điều kiện, à, gia đình có điều kiện, có đầy đủ tài chánh thì họ đi đến trường họ học, à, thì đến kỳ thi họ cũng nộp đơn họ thi. Rồi những cái người mà họ kém may mắn hơn, cái điều kiện khó khăn hơn, à, họ học qua bằng cái gì đó, cái bằng bổ túc quá, giáo dục thường xuyên vậy đó, thấy không? Thì cái điều kiện nó thấp hơn. Nhưng mà đó, đến kỳ thi mà ai mà nỗ lực học, giải đáp được tất cả những cái đề thi, đạt đủ cái số điểm, thì cái người đó cũng được kết quả, cũng được cấp cái bằng cấp là tốt nghiệp phổ thông rồi chẳng hạn, thấy không? Đó, chứ không phải là ai cũng phải học xong phổ thông hết thì mới đạt được cái bằng cấp đó. Mấy người họ học đại học như vậy, à, những cái người mà có điều kiện á thì họ đi thẳng, à, còn những cái người mà không có điều kiện nó học qua, à, bằng cái phương pháp là ví dụ như vừa học vừa làm, à, rồi liên thông gì đó từ cấp cao đẳng rồi bắt đầu mới lên đại học, à, thì nó tùy theo cái phước của mỗi người, à, nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, à, không phải xuất gia, à, mới tu, mà cái người cư sĩ tại gia cũng phải tu, à, chúng ta tu tập trong cái đời sống của mình, à, là cái người tại gia thì sao, à, phải, à, hộ pháp, à, mình phải, à, giữ giới nè, rồi phải, à, bố thí nè, à, ủng hộ và cũng cho hỗ trợ cho tam bảo, à, đó, rồi mình phải nỗ lực mình tu học, à, còn á cái người xuất gia thì cái sự tu tập nó thuận tiện hơn, là cái người xuất gia rồi thì ít có trách nhiệm, ít có bổn phận, à, rồi phải cái điều quan trọng là phải ráng cố gắng học pháp, à, hành pháp, à, rồi phải hoằng pháp, à, đó, thành ra ai cũng có cái trách nhiệm hết, à, nhưng mà mỗi người phải cố gắng nỗ lực, à, hoàn thành cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình,
À, ví dụ như cái người cư sĩ thì phải vừa bổn hoàn thành cái bổn phận trách nhiệm của mình ở trong đây, à, rồi phải phải cố gắng nỗ lực để mà mình tu tập cho chính mình nữa, phải không? Đó, rồi hàng xuất gia cũng vậy, phải nỗ lực thực hành đúng trên cái con đường giới định tuệ. À, nó ít vướng bận trong cái đời sống. Nhưng mà sao? Mình phải có cái bổn phận phải phải hướng dẫn, à, phải hoằng pháp, à, phải hướng dẫn cho hàng cư sĩ tại gia để người ta, à, có cái sự tu tập. Đó, thì mình nỗ lực mình thực hành, à, rồi mình, à, hướng dẫn cho hàng cư sĩ tại gia để duy trì được cái giáo pháp. Đó, thành ra đó, nếu mà chúng ta có sự tu tập thì ở hoàn cảnh nào mình cố gắng mình nỗ lực mình tu tập theo cái hoàn cảnh đó, mình tạo những cái phước báo, à, bổ túc các cái pháp độ, à, thì dù bất cứ hoàn cảnh nào mình cố gắng mình nỗ lực mình tu tập thì cũng được. À, chứ còn nhiều khi, à, ta nói rồi mình nghĩ rồi thôi bây giờ tôi còn cư sĩ, à, tôi giờ tu gieo duyên thôi, mà cứ gieo duyên hoài mà không chịu cố gắng tinh tấn á, thì nó còn bị rơi rớt lại hoài. À, chính những cái này đó là cái mà nó cản trở, à, nó là những cái sợi dây trói buộc, những cái triền phược, à, ngăn che để mà mình tiến bộ, đúng không? Tại vì mình còn thích trong cái thế gian, à, mình chưa còn thấy cái thú vui, à, thú vui của thế gian, cho nên mình còn đắm nhiễm trong đó. Chừng nào mà mình cảm thấy kinh tởm, ngao ngán, ghê sợ đó thì mình mới thoát ra được. Ha. Còn giờ nhiều khi mình thấy cái đời sống của thế gian ấy, à, có lúc thì cũng khổ thiệt nhưng mà có lúc cũng vui, không? Đó, chính vì cái thấy còn cái niềm vui nè, à, cho nên mình còn đắm nhiễm, mình dính mắc trong cái trò vui đó, không? Chừng nào mình thấy nó là cái chướng ngại, cái khổ đau, à, vừa đủ để nhàm chán, à, vừa đủ để kinh sợ, mình mới chịu thoát ra. Chứ còn hả, mình thấy, à, kể cuộc đời mà nó là vậy đó, à, cũng có lúc mà nó buồn rầu, à, nhưng mà có lúc cũng vui, à, à, có lúc thì mình cũng khổ đau nhưng mà có lúc thì cũng hạnh phúc, à. Thành ra chính vì mình còn muốn thỏa mãn những cái niềm vui, những cái hạnh phúc của đời sống thế tục, cho nên mình mới còn chấp nhận ở trong cái đời sống cư sĩ tại gia. Còn chừng nào mà mình cảm thấy mình ngao ngán, mình ghê sợ, à, mình muốn vượt thoát ra thì mình mới tìm đến cái đời sống mà xuất gia. À, xuất gia không phải là phải cạo đầu đắp y, phải trở thành tỳ khưu sa di, phải trở thành tu nữ. Đó. Bây giờ á, mình là cái người hình thức là cái người cư sĩ, nhưng mà mình xuất gia bằng cách là mình không còn vướng bận dính mắc đối với những cái thế tục của thế gian, à, không còn đi đám cưới, đám hỏi, đám dỗ sinh nhật thôi nôi đầy tháng rồi cái nói, rồi những cái bổn phận thế này thế kia mình giảm bớt đi đó, rồi mình ráng mình cố gắng mình nỗ lực tu tập. À, thành ra đó, cái chữ mà
cái chữ tỳ khu nó có nhiều cái ý nghĩa. Cái tỳ khu là cái vị mà cố gắng nỗ lực tu tập để vượt thoát ra khỏi những cái phiền não. Thì khi mà một cái vị hành giả đó, ngay cái giây phút mà mình nỗ lực mình tu tập thiền tuệ đó, để đối trị, để vượt thoát ra cái phiền não, là lúc đó là cái cũng là một cái vị tỳ khưu, không chứ không phải là chỉ là những cái vị mà được chư tăng cho phép rồi xuất gia, có chư tăng tuyên ngôn rồi cái nọ đầy đủ. Mà nếu mà cái vị đó mà xuất gia trên cái hình thức mà không có cố gắng mà nỗ lực để mà diệt trừ, thoát ra khỏi những cái phiền não, thì cái vị này cũng chỉ là mới xuất gia trên cái hình tướng. Thành ra cái xuất gia nó có hai. Ly dục, ly các ác bất thiện pháp. Cả bên ngoài và bên trong nữa. Chứ không phải là mang cái hình thức là cái người xuất gia mà còn đắm nhiễm, còn dính mắc trong cái bổn phận, những cái trách nhiệm rồi trong xã hội, trong gia đình rồi kia nọ, thì cái đó là nó chưa có đúng nghĩa. Cho nên là chúng ta phải hiểu là cái xuất gia này là cả hai, trên cái hình thức và cả cái sự mà nỗ lực tu tập để diệt trừ tất cả những cái phiền não ở trong nội tâm. Thì cũng xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ sa thú kính tri ân sư đã giải thích. Con thêm. Dạ con thưa sư. Thật thế gian, niềm vui của thế gian là họ khổ, cũng nhận thấy là vui trong đau khổ, tức là mình có gia đình, mình có con, rồi mình hạnh phúc với con, rồi mình hạnh phúc với cháu, rồi lại muốn nuôi chó, nuôi mèo, rồi chăm sóc chó, mèo. Rồi nói chung là mình rất là bận rộn với những thứ đó, rất là cực, nhưng mà lại thấy như vậy, đó là cái hạnh phúc của thế gian. Nhưng mà con nói thì trong mà con hãy cái câu hỏi. Thì gia đình bế tắc, con cũng vẫn là mình lắm, con để học pháp được và hành pháp được, nhưng mà không biết là khi mà nó cấm của con tốt hơn như bây giờ thì cái tâm của con nó sẽ như thế nào, nó sẽ có tốt hơn, nó sẽ thế gian hơn, học pháp hành pháp cũng nỗ lực rất nhiều. Nhưng con vẫn thấy mình bị trói buộc, giống như cá ở trong lưới, con chỉ thấy mình bị trói buộc thôi, chứ con cũng không phải là cá trong lưới, là chính giống như sư phân tích, nhưng mà con thấy mình vùng vẫy và giống như là bị cột chân cột tay, con rất là ngán ngẩm. Dạ, con thật sự là ngán ngẩm. Thì khi mà con đặt cái vấn đề này, Giang Nhiệt Hà đựng lên, có vẻ là thắc mắc sao mà gì vậy. Vậy xin Giang Nhật Hà có ý kiến phản biện lại cái ý kiến của mình về Giang Nhật Hà nha. Giang Nhật Hà giơ tay lên. Giang Nhật Hà núp lầm giơ tay lên. Dạ xin mời bàn tay Giang Nhật Hà. Dạ xa thấu. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh, sư Tuệ Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ nãy con nghe cô Hồng Dung hỏi cái câu mà cây độc không trái, gái độc không con đó, thì con nghe con cũng hồi xưa con cũng có mấy cái thắc mắc, nhưng mà sau này thì con cũng gặp rất là nhiều người hay là không có con nhưng mà người ta cũng rất là dễ thương. Và những cái loại cây không có trái nhưng mà cũng là những cái cây đẹp quý hiếm.
thì con chỉ mắc cười vậy thôi. Nhưng mà cái bài hôm nay đó thưa sư, con có cũng có một cái câu hỏi nhỏ là cái vị thiên tử này hỏi đó thì không có cái vế mà Đức Thế Tôn trả lời, nhưng mà đều có hai lần nhắc tới là sau khi chứng thiền định, nhất tâm niệm tỉnh giác, và sau khi chứng thiền định đó thì tự chế vượt. Thiền định là một cái nền tảng mà mình cần phải tu tập đầu tiên trước khi mà mình tu thiền tứ niệm xứ không thưa sư? Dạ con xin giảng, sư giảng dùm cho con cái điểm này. Dạ con xin dâng mít tới sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì trong cái phương pháp tu tập đó thì nó có chỉ trước quán sau, tức là mình phải tu tập cái định trước, có định rồi mình mới chuyển qua cái thiền quán. Đó là gọi là chỉ trước quán sau, rồi chỉ quán song tu, tức là vừa cùng lúc vừa có định mà cũng vừa nỗ lực phát triển cái tuệ. Đó. Còn nếu mà mình chỉ chú trọng vào cái thực hành, cái đạt đến cái tuệ không á, thì như vậy đó, là sau khi mà cái vị mình đạt đến cái thuần quán đó, thì sau khi mà cái vị mà đạt đến cái đạo quả rồi đó, thì những vị này nó không có thần thông. Thì như vậy đó, là quán trước chỉ sau thì mình đạt đến cái đạo quả rồi mới nói vị này mới trở lại mới tu định để mà phát triển cái thần thông. Thì tùy theo cái nhân duyên, thì tùy theo cái nhân duyên của mỗi vị, cái căn cơ của mỗi vị, không? Nhưng mà đó, nhớ rằng đó, trong quán cũng phải có định, nhưng mà cái định nó không có sâu như là ở trong thiền định, nhưng mà phải có định, sát na định, nó cũng vẫn có, định trên cái đối tượng ngay cái thời điểm đó, ngay sát na đó, nó phải có định, thành ra đó cái định ở đây nó là cái nền tảng, luôn luôn là định mới đưa đến tuệ. Nhớ là nếu mà mình làm cái nhà thì chắc chắn là phải có cái móng, cái nền móng nó vững chắc thì cái ngôi nhà nó mới chắc. Mà có định vững vàng thì mới phát triển được tuệ. Bây giờ ví dụ cái trường hợp quý vị thấy rằng những cái người mà họ làm cái nhà mà cao tầng thì sao, họ làm cái móng nó rất là lớn, để mà nó nâng đỡ cả cái ngôi nhà đó. Nhưng mà có những người họ không có xây nhà lớn, nhà trệt thôi, thì sao, người ta làm cái móng, nhưng mà cái móng ở dưới mấy cái đế, mấy cái cột thôi, ta đổ cái đà kiền thôi, chứ ta phải không có cần làm hết nguyên cái móng, nguyên cái nền nhà. Thành ra nó tùy theo điều kiện, nhưng mà phải có cái nền tảng vững chắc cái đã, nó mới nâng nở được cái ngôi nhà. Tùy theo ví dụ như mình muốn mà cất cái nhà nó cao tầng thì cái móng nó phải kiên cố, phải vững vàng, rồi phải lớn to
để đủ sức để mà nâng cái nhà 5 tầng, 10 tầng ha. Còn nếu mình làm cái nhà trệt không có lầu thì cũng phải có cái móng, nhưng mà cái móng nó nhỏ ở trong cái phạm vi của những cái trụ cột của đổ cây đà kiên thôi đó, để nó vững thôi chứ mình không có lên cao. Thì tùy theo, thì trong cái sự tu tập cũng vậy, có người thì chỉ trước quán sau, tức là phải phát triển các cái thiền định trước rồi mới chuyển qua thiền quán. Rồi có những vị chỉ quán xong tu, là vừa tu thiền định mà cũng song song với tu thiền tuệ. Rồi á, có vị thì tuệ trước quán sau thì phát triển cái đạo quả, rồi sau đó mới tu tập thiền định. Thì tùy theo cái căn cơ của mỗi vị thì, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta nhớ rằng á, dù là thiền định hay là thiền tuệ thì đòi hỏi là cái vị hành giả phải có cái định nhưng mà trong cái thiền tuệ đó, thì cái định nó không có sâu giống như ở trong thiền định, mà cái định nó trên cái đối tượng ngay từng giây phút, từng sát na cho nó là thời định hay là sát na định thành ra nó chỉ khác nhau một chút trong cái vấn đề đó, nhưng mà định nó là nền tảng để đưa đến tuệ. Xin giải thích với cô Giàng Nhất Hà. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú. Dạ con kính truy giải câu hỏi của Giàng Nhất Hà. Dạ con đã thấy có bàn tay của Quang Thanh. Dạ xin mời đạo hữu Quang Thanh nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, và kính chào toàn thể đạo tràng. Qua sư nói về thiền định ấy, thì con cũng có một thế nhỏ này. Dạ thưa sư, nếu mà từ định mà chuyển sang tuệ thì mình cần những cái yếu tố gì ạ? Theo như cái bài mà hôm nay sư ấy thì con cũng thấy trong phần thiên sứ đó ấy, mà từ thiền định mà mình chuyển để mà mình phát triển tuệ ấy ạ, thì trong cái đấy thì mình cần những cái yếu tố gì quan trọng để mình phát triển tuệ, thưa sư? Dạ con kính mong sư giải thích cho con. Mà con xuống mic, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì khi mà đi vào cái pháp hành á, thì phải có một cái vị thiền sư. Thì cái vị này phải có cái kinh nghiệm của bản thân trên cái pháp hành. Rồi cái vị này đó mới hướng dẫn cho những cái vị hành giả.
nó đòi hỏi phải kinh nghiệm, cái kinh nghiệm thực tế. À, cái điều đó nó rất là quan trọng. Còn mình nói ở đây đó, bây giờ mình giải thích là mình nói à, nói theo cái trong kinh điển, không? Còn khi mà cái thực tế nó khác, à, rồi cái căn cơ của mỗi vị hành giả nữa, à, cái kỹ thuật, cái phương pháp, công thức thì nó như vậy, nhưng mà đó, không? Phải có được cái giống như đó, cái phương thuốc của Đông y nhé, thì nó trên căn bản là gì? Là bát vị, tức là tám cái vị thuốc. Tám vị thuốc là căn bản đó. Nhưng mà tùy theo cái bệnh mà những cái ông thầy thuốc này cũng gia giảm. À, thí dụ như những cái người bây giờ họ bị gọi là giọng quả, tức là nóng nhiều. Nóng nhiều thì phải tăng những cái chất có cái tính hàn, à, giảm các cái tính mà dương quả, không? Để cân bằng âm dương trở lại, không? Rồi những cái người mà âm nó nhiều quá, tức là những cái người này cơ thể nó bị lạnh rồi này kia nọ đó, thì bây giờ phải tăng những cái chất mà nóng lên để cân bằng trở lại. Đó, thành ra trong cái pháp hành cũng vậy. Cái vị mà thiền sư, cái vị mà hướng dẫn cho người ta hành thiền á, thì phải biết được cái trình độ của người ta như thế nào, những cái kinh nghiệm của người ta như thế nào. Ví dụ như bây giờ đó, mới vô những cái vị mà sơ cơ đó, thì bây giờ là mấy vị thiền sư ta kêu là bây giờ niệm về thở vô thở ra, à, niệm về phòng xẹp trong cái thời gian, à, rồi người ta coi cái vị này khi mà trình pháp vậy đó, cái trình pháp đó, sau khi trình pháp là biết cái vị này có cái kinh nghiệm phát triển cái định như thế nào đó, thì bắt đầu hướng dẫn cái vị này và quán sát theo cái thiền tuệ, đúng không? Chứ còn bây giờ thì mình cứ nói như vậy thôi, nhưng mà khi mà tu tập thì phải có vị thầy hướng dẫn đàng hoàng, à, phải có cái vị đó rồi á, là quý vị biết rằng ở bên trường thiền á, có khi mỗi ngày là phải mỗi trình pháp, à, để cái vị thiền sư người ta biết được cái sự nỗ lực tu tập của mình, cái tâm mình như thế nào, à, rồi nếu mà một thời gian á, cái vị này mà cái vị hành giả mà thấy là phát triển có thể ổn định rồi đó, thì cái vị thiền sư có thể cho phép là 2 ngày hoặc 3 ngày trình pháp một lần, à, để người ta dẫn mình. Lúc đầu á là phải cầm tay dẫn đi từng bước nha. Nhưng mà nếu mà mình thấy cái mà mình đi mình nó vững vàng nữa, thì người ta để mình đi, người ta chỉ quan sát và theo dõi thôi. Thành ra đó, cái này gọi là cái kinh nghiệm thực tế trong pháp hành. Thành ra cái này á, à, mình giải thích không có được. À, khi cái vị thiền sư phải biết, à, cái vị này trình pháp, vị hành giả trình pháp, rồi vị thiền sư đó phải biết được cái mức độ, cái định tâm của cái vị hành giả này, để kịp thời để hướng dẫn cái vị này từ thiền định chuyển qua thiền tuệ. À, chứ còn mình nói bây giờ mình nói trên cái chung chung thôi, à, nó nói thì trên cái công thức, à, cái kỹ thuật thì nó như vậy đó, còn mà đi vào cái thực tế thì hai vị, à, vị hành giả và cái vị thiền sư, à, phải cận kề nhau, à, rồi cái vị này biết được cái thời điểm, cái định tâm, cái mức độ định tâm của cái vị hành giả này, đó là người ta mới chỉ qua bắt đầu thiền quán. À,
Thành ra là muốn đi vào pháp hành thì phải đến có đến Trường Thiền, có vị thiền sư ta hướng dẫn căn bản cho mình vững chắc. Rồi sau khi mà mình có được cái căn bản vững chắc rồi thì có thể là bắt đầu mình có một cái trú xứ là mình về mình thực hành. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng cần phải trình pháp với cái vị thiền sư hoặc là với những cái vị mà có những cái kinh nghiệm ở trong pháp hành. Thế còn bây giờ mình nói giải thích thì trên cái trong cái kinh điển, trong cái phương pháp, trong cái kỹ thuật, cái thực hành như vậy thôi, chứ chúng ta không có nói cặn kẽ được. Xin giải thích cái thắc mắc của Quang Thanh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô A Di Đà. Dạ, sa thứ. Dạ, con kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi của Quang Thanh ạ. Dạ. Dạ, tay của Thanh. Dạ, xin mời Quang Thanh nhé. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Khai giả. Dạ, con muốn hỏi về sư về cái phần mà ví dụ như là hàng ngày mình tiếp xúc với cảnh sắc, với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, rồi cảnh mùi ạ. Thì làm sao để mình hiểu được là ví dụ như là mình mắt thì nhìn thì mình chỉ biết nhìn, mà thức ăn mình ngửi thì mình chỉ biết ngửi, mà vị thì mình nếm thì mình chỉ biết cái vị đó đắng cay hay là như nào. Thì nhưng là cách nào để mình có thể là thực tập được nhuần nhuyễn trong cái việc mà mình nhìn là mình chỉ nhìn này, nghe là mình chỉ nghe, mà thấy là mình chỉ thấy, ngửi là mình chỉ ngửi, qua cái sư con cũng chưa được hiểu về cái phần đấy lắm, thì con kính dâng mic đến sư, mong sư chỉ giúp con với ạ. Dạ, con xin xuống mic, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Đức Phật dạy là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chạm chỉ có xúc chạm. Thì ở đây đó, thấy cái tâm mình nó trọn ở trong cái thấy. Thường thường á, mình nhìn một cái đối tượng nào đó. Giả dụ như bây giờ quý vị nhìn thấy một cái bông hoa đi. Thì lúc đó đó, mắt thì mình nhìn thấy đó, nhưng mà bắt đầu cái tâm mình á, cái tưởng mình nó sanh khởi. Bắt đầu nó vẽ vời ra. Rồi bắt đầu so sánh. Thành ra đó, lúc đó cái thấy của mình á, nó bị méo mó đi. Bị cái tưởng nó chen vô, rồi bắt đầu cái ngã mạn nó phân tích rồi, tốt cũng xấu, thế này thế khác, đẹp không đẹp này kia nọ. Thì như vậy lúc đó đó là mình thấy trong cái thấy nó bị chen lẫn với cái tưởng rồi cái phiền não. Thì cái thấy, thấy chỉ là thấy, ở đây là thấy cái gì? Thấy cái đối tượng qua cái thực tướng, chứ không phải cái màu sắc. Mình nhìn mà cái bông hoa nó có từng cánh, rồi màu hồng, màu vàng, màu thế này thế khác, là mình thấy cái lúc đó là cái tâm mình nó chạy ra ngoài. Còn mình thấy mặc dù cái này cái bông hoa hay là cái gì đó, nhưng mà mình thấy cái tính chất của nó là đất nước lửa gió, thấy không?
đất nước lửa gió, rồi gì là nó luôn luôn nó thay đổi, à nó sanh nó diệt chứ không phải nó bền vững. À, chính vì mình thấy trên cái tục đế mình so sánh đẹp xấu, à rồi mình mới có cái gì thích không thích, à hả, thích á, thì mình dính mắt, không thích thì mình xua đuổi, mình rứt rãi, mình bực bội, mình khó chịu. À, cho nên là lúc đó thấy trong cái phiền não, còn mình thấy chỉ là thấy, là ở đây là thấy trên cái tính chân đế, à nó chỉ là đất nước lửa gió, à, nó sanh rồi nó diệt, à, vậy thôi, không có gì đẹp, không có gì xấu, à, cái quy luật của nó là cái dơ, cái bông hoa này đó đâu phải là vì mình ngắm mà nó nở, không? Nó làm cái công việc của nó, à, cái duyên của nó đầy đủ, rễ rồi này kia nó phát triển đúng mùa tiết thì giờ nó nở bông hoa. Mình có nhìn ngắm nó thì nó cũng nở, mà mình không nhìn ngắm nó thì nó cũng nở, mà mình thích nó đó, à, mình bám níu, mình chấp thủ rồi nó cũng tàn, mà mình ghét bỏ nó, mình xua đuổi nó, mình chê nó xấu cái kia nọ đó, thì nó cũng làm công việc của nó nở rồi nó tàn vậy thôi. Nha? Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta nhìn với trí tuệ, à, mình thấy rõ cái tính chất của đối tượng là trông thấy chứ không thấy, không có xen vô cái tưởng, không có phiền não chen vô, à mình mới thấy trọn vẹn cái thấy. Mình nghe âm thanh chỉ là âm thanh, không có à cái âm thanh này, cái tiếng nhạc, à du dương cái lời thơ cái này kia nọ đó, thì sao bắt đầu cái tưởng nó chen vô thì mới thấy thích không thích, à những cái bài nhạc nào, những cái lời thơ nào mà nó phù hợp với mình thì mình bám níu, muốn nghe đi nghe lại, ha. Còn những cái âm thanh mà nó chát chúa rồi kia nọ đó thì mình bực bội, mình khó chịu. Nhưng mà sao âm thanh nó đến rồi nó đi, nó sanh rồi nó diệt là cái quy luật của nó, ha. Bây giờ mình có bám níu nó thì nó cũng sanh diệt, mà mình xua đuổi, mình rực đẩy nó cũng sanh cũng diệt, tại vì cái tưởng của mình. Rồi mình sống, mình phân tích thì mới phiền não mới sanh khởi. Cho nên đó là lúc đó mình cái nghe nó méo mó, cho nên đó là thấy, à, thấy không đẹp, không xấu, không tốt, à, mà cũng không có gì là bất tịnh nha. À, tất cả nó là theo cái quy luật, cái diễn trình của nó, à đủ duyên nó hiện khởi, hết duyên nó diệt mất, vậy thôi. Đó, thành ra đó, cái trong thấy chỉ có thấy là thấy với trí tuệ, ha. À, trong nghe chỉ có nghe là nghe với trí tuệ, nghe với cái tâm chánh niệm tịnh giác, cảm xúc cái trường hợp, à, cái, à, cứng mềm, à, rồi lạnh, à, nóng, ha. À, cái quy luật của nó vậy thôi, chứ không có cái xúc chạm này nó êm ái, à cái xúc chạm này là thả hỷ thả lạc, cái này nó thích thú luôn đó, thành ra nó có phiền não nó chen vô. À, cho nên nó là chúng ta thấy rõ cái thực tướng thực tánh của nó, à, thấy với trí tuệ, không để cho cái tưởng, cho cái phiền não nó chen vô, thì như vậy á là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chạm chỉ có xúc chạm. Xin giải thích cái câu hỏi của Quang Thanh, và dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính tịnh lễ sư trí đức.
sư Pháp Thanh, sư Tuệ Đức, sư Pháp Trang. Kính chào quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, cho con xin hỏi về cái chữ khổ. Khổ là một chữ lớn trong tư tưởng Phật giáo và đó là một thuật ngữ trọng yếu mà mình phải hiểu biết nó một cách tường tận để mình hiểu rõ về nó hơn, và mình sẽ không có một khái niệm sơ sài về chữ khổ. Thì con thấy là cuộc sống trong thế gian này cũng rất là nhiều đau khổ, và vì nó quy tập từ những cái kiếp trước thì rất khó để mà mình quân bình được, mình không dính mắc được với cái khổ trong thế gian này. Vì bất toại nguyện là một phần của cái khổ, và vì bất toại nguyện chúng ta khổ, và như vậy thì chúng ta cứ chạy theo cái sự bất toại nguyện của chúng ta, và từ đó thì cái sự sống là khổ như Đức Phật đã nói. Mà cái chữ khổ á, thì trong chúng ta hành thiền thì cái sự hành thiền cũng là khổ. Nhiều khi chúng ta dính mắc vào những cái pháp hỷ lạc trong thiền, thì làm sao để mà chúng ta có thể thoát khổ, chúng ta không có dính mắc với cái phiền não của chúng ta, làm sao chúng ta có thể giữ tâm chúng ta quân bình được. Vì nó đã từ muôn kiếp rồi, nghĩa là nó cứ hỡi cái một cái sankhara này tiếp theo một sankhara mới, thì làm sao mà chúng ta nhanh chóng mà thoát ly được nó, canh giữ được nó, và làm sao là chúng ta có thể coi như là giữ tâm chúng ta quân bình. Mặc dầu ta biết là tất cả đều là phù du, đều là tạm bợ, có sanh là có diệt, nhưng mà những cái sự tu tập của chúng ta thì của con thì cũng chưa có được hoàn chỉnh, như là còn sơ cơ, thì có những kẽ hở sẽ làm cho phiền não nó len lỏi vào. Và như vậy thì làm cách nào ta thể mà quân bình giữa cái đời sống thực tế và giữa cái sự về việc hành thiền. Vì Đức Phật có nói là khi chúng ta hành thiền, toàn hành thiền trong mọi tư thế, không phải chúng ta ngồi chúng ta mới thiền, mà trong cái cuộc sống, trong những cái đời sống hàng ngày, trong những hoạt động hàng ngày thì chúng ta cũng phải có thiền trong đó. Thì làm sao được giữ cái trạng thái tâm thiền đó trong tất cả mọi hoạt động của đời sống hàng ngày, để chúng ta làm mất nhiều thời gian trong cuộc sống hàng ngày. Dạ thưa sư, xin sư có lời khuyên cho con để con rõ ràng hơn về cái khổ trong cái thế gian, là làm sao mà chúng ta có được để chấm được cái sự phiền não luôn luôn len lỏi vào tâm ta trong bất kỳ tình huống nào. Dạ thưa sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì thường thường mình nghe nói là sông mê, biển khổ. Sông mê thì quý vị thấy rằng á, trong những cái đất nước là gì? cái sông, cái rạch thì nó bao trùm ở trong đó đó. Sông thì có sông lớn, sông nhỏ ha. Thì cái mê lầm của chúng sanh á, thì cũng có người si mê nặng, cũng có người si mê mà nó ít ha. Nhưng mà cái khổ là nó bao trùm tất cả ở trong cái đời sống, từ các cái cõi chư thiên cho tới cõi nhân loại, cho tới các cái loài đều khổ. Không? Nhưng mà cũng vậy, cái khổ nó có những cái khổ mà quá nặng, nhưng mà có cái nó cũng khổ. Thành ra tất cả chúng sanh đều khổ. Nhưng mà đó, có nhiều người khi mà khổ, cái quả nó đưa đến thì họ khóc lóc uất ức, rên rỉ khóc than, nhưng mà họ không có biết cái nguyên nhân. Chính vậy mà cái khổ đau nó triền miên, nó kéo dài. Vì sao?
như cô nói đó, các cái Sankara đó, cái chị vô minh duyên hạnh. À, khi mà mình hành động, suy nghĩ, nói năng mà mình bị vô minh, si mê, phiền não nó khống chế, nó sai sử, à, thì mình sẽ khổ. Còn chúng ta suy nghĩ, hành động, nói năng với trí tuệ thì sẽ đem đến an vui. Vô minh diệt thì hành diệt. Đó, cái quy luật nó vậy đó. À, thành ra đó, cái sự tu tập của Đức Phật dạy á, không phải là chúng ta đi kinh hành mặt bước trái bước, không phải chúng ta ngồi thiền thở vô à thở ra phòng à xẹp mới là tu, mà cái sự tu tập của chúng ta đó áp dụng trong cái đời sống, trong cái sinh hoạt hàng ngày. Cái thiền á là cũng đi cũng đứng, cũng làm công việc, cũng ngồi, cũng nằm, cũng ăn uống. Nhưng cái đó là tất cả mỗi đều có trí tuệ là thiệt. À, còn cái người phàm nhân họ không biết gì á, thì họ cũng ăn uống, cũng sinh hoạt, cũng đi, cũng đứng, nhưng mà họ không sống với trí tuệ. Họ sống trong phiền não. À, làm công việc này mà tính toán sắp xếp công việc sắp tới. À, sáng nay ăn sáng mà bắt đầu chuẩn bị suy nghĩ lát đi chợ mua cái gì. À, bữa nay ăn món gì, làm món gì là sao. Phải không? Đang ăn sáng mà lo tính bữa trưa rồi. À, trời, ăn bữa trưa là tính ngày mai, ngày mốt rồi. Cho nên là cái phàm nhân là họ không có sống trong hiện tại. Còn cái vị hành giả đó, cái sự tu tập đó, là mình sống ngay trong hiện tại. Gì khác nhau một xíu thôi. Đó, giống như hồi nãy chị nói đó, cái khổ đau là gì? Là vì họ sống trong cái phiền não. À, còn mình tu tập thì mình thoát ra khỏi, mình sống ngay trong hiện tại với trí tuệ, với hiểu biết đầy đủ là tu. Đó là sửa đổi chút xíu thôi. Bây giờ á, hồi đó mình chưa có hiểu biết đạo thì mình cũng làm công việc, cũng sinh hoạt, cũng đi, cũng đứng, à, cũng bình thường. Nhưng mà hồi đó mình sống trong cái phiền não, à, mình dính mắc, mình tham muốn, à, mình bực bội, mình khó chịu thế này thế khác. Bây giờ mình chỉ sửa chút thôi là tu, không? Tại vì cũng làm, cũng đi, cũng đứng, cũng nói năng, cũng ăn, cũng uống, nhưng mà mình biết với trí tuệ, với cái tâm quân bình, à, không có chạy theo đối tượng thích không thích, bực bội khó chịu, ha, đó, thì biết, à, coi như bây giờ mình đang làm cái công việc này, ví dụ như bây giờ mình đang giặt đồ, mình biết mình đang làm cái công việc này, mình giặt đồ, bây giờ mình đang quét nhà, mình biết mình đang quét, à, tay đưa tới làm sao, đưa lui sao, chân bước tới làm sao, ha. Mình biết mỗi cái chuyển động. Đó. Nó khác nhau cái đó thôi. Hồi đó mình cũng quét nhà. Nhưng mà mình quét nhà mà mình suy nghĩ mông lung dẫn dơ gì đó. À, hoặc là mình vừa quét nhà mà mình còn nghe nhạc, nghe đồ này kia nọ. À, mình sắp tính toán, sắp xếp công việc quét nhà xong rồi mình đi làm gì.
À, cho nên là lúc đó mình sống trong cái tâm phóng dật. À, còn bây giờ quét nhà biết, mình biết, mình biết, biết, biết đang làm công việc quét nhà, quét nhà. Hả? Vậy thôi, nó chỉ sửa nó chút xíu đó. À, tu rồi ngay chỗ đó đó, chứ không phải à, chừng nào mà lên đốt nhang ngồi trước bàn Phật à, tụng kinh lễ bái hành thiền rồi nọ mới là tu. Nhưng có nhiều khi chúng ta ngồi thiền mà với cái tâm phiền não dính mắc mong cầu à, mong được cái trạng thái à, tỷ lạc phát sanh, mong đạt được cái kinh nghiệm này kinh nghiệm khác, thì như vậy đó là đâu có phải là tu à, bị thúc đẩy bởi cái tham muốn, bởi phiền não à, còn bây giờ mình tu mình chấp nhận à, bây giờ nó tê nó đau nó nhức, mình biết mình quan sát nó là những cái cảm thọ à, thành ra đó từ cái khổ mà đi đến lạc là sao, mình không có rực rãi, mình không có bực bội với cái tê cái đau cái nhức này, mình thấy cái cảm thọ này với trí tuệ à, cái đau này á, cái tê này đó nó tăng nó giảm nó thay đổi à, nó tăng lên rồi nó khi nó giảm nó biến mất à, đó mình quan sát nó với trí tuệ, mình không có bực bội, mình cũng khó chịu à, thì mình lúc đó mình tu, mình thấy đối tượng với trí tuệ đó, thấy không? Thành ra đó cái sự tu tập á, mình phải hiểu là cái lời Đức Phật dạy là khi mình sống trong hiện tại mình có sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ à, là mình tu à, thỉnh thoảng mình làm hồi mình tự phản tỉnh hỏi chứ nãy giờ mình có trí tuệ không, nãy giờ mình có hay biết đầy đủ không, thì trong cái sinh hoạt mà quý vị cứ lâu lâu tự nhắc mình, tự phản tỉnh, tự hỏi mình như vậy đó, là tự động cái trí tuệ, cái chánh niệm tỉnh giác nó sẽ trở lại liền. Thấy không? Bây giờ mình còn phàm nhân mà, cái tâm mình á nó còn chạy đi chơi. À, nhiều khi hồi đó giờ nó chạy rong ruổi quen à. Bây giờ mà mình bắt nó kèm nó một chỗ nó không có chịu. Cho nên là cứ lâu lâu thỉnh thoảng mình tự phản tỉnh hỏi nãy giờ mình có hay biết không, nãy giờ mình có chánh niệm tỉnh giác không, là khi quý vị tự phản tỉnh, quý vị tự hỏi là bắt đầu quý vị biết lại ngay cái giây phút hiện tại, chánh niệm tỉnh giác nó trở lại ngay lập tức ngay lúc đó rồi. Nhưng mà chút xíu rồi nó chạy nữa thì nó cứ chạy, tại vì cái sinh hoạt của nó là vậy mà. Cái chuyện mà nó chạy mông lung, nó chạy chơi là chuyện của nó, của chuyện của mình là cứ lôi nó trở về, cứ vậy á. Thành ra ngài Hòa Thượng Siêu Minh ngài nói sao, khi mà mình hành thiền cái tâm mình á nó bị phóng dật, nó suy nghĩ, mình đừng có bực bội, tại sinh hoạt của nó vậy đó, cứ hả nó phóng thì mình đem nó trở về. Dù cho một cái thời thiền nó phóng tâm 100 lần mình cũng đừng bực bội, thấy không? Tại vì cái sinh hoạt của tâm là vậy đó à, nó cứ chạy mông lung mà nó chạy mông lung đem nó trở về à, đem trở về chút nó chạy nữa mình đem nó trở về nữa. Cái nhiệm vụ của mình á là mình hay biết hả, nó chạy đi thì mình đem nó trở về ha à, cứ vậy thôi. Đó, thành ra cái sự tu tập á, cái lời Đức Phật dạy nó không có khó, mà tại vì mình không chịu áp dụng, mình không hiểu, rồi mình cứ hả mà nó mình bắt buộc nó à, trời ơi hành thiền sao mà tê mà nhức vậy, hành chi đó, hành thiền phải đưa đến phỉ lạc lấn lấn nhẹ nhàng rồi cái nọ đó. Thành ra rồi nhiều khi á mình cố kiềm chế cái tâm của mình trên đối tượng không? Mà nó phóng tâm cái mình bực bội, trời bữa nay ngồi thiền không tốt, phóng tâm hoài
Đó, chính vì mình so sánh, mình xét đoán, à rồi mình phiền não nó ấy, mình mới làm nó sai lệch, không có đúng cái mục đích của hành thiền. À, cho nên là chúng ta biết rằng cái tu không có gì hết là sửa đổi. À, chúng ta sống trong vô minh si mê. À, bây giờ mình sửa đổi là gì? Sống trong hay biết, chánh niệm tỉnh giác là tu. À, đơn giản như thôi. À, thành ra xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Dạ, thấy bây giờ cũng là 6:27 rồi. À, chắc thời gian đến đây cũng vừa có lẽ. Dạ, mời cô Kim Nhung sám hối rồi sẽ kết thúc buổi sinh hoạt. Dạ, giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang. Chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. À, cầu mong thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Bài học đã kết thúc. Dạ, con xin được phan ngôi Tam Bảo ạ. Uttamang ghe na quan đề hàng bà đa bằng sùng và rút ta mang bút thề dô khá lý tổ đô khá mạ thu tăng mà. Uttamang ghe na quan đề hàng thầm mạnh cha đu vít hàng qua rằng thầm mê dô khá lý tổ đô sô thầm mô khá mạ thu tăng mà. Uttamang ghe nang sang khanh cha du vít hô ta mang sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khá mạ tu tăng. Buổi học kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca. Xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta nuvave nasana so thi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nuvave nasana so thi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nuvave nasana so thi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên ngô trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay. Dạ, con kính chị Thanh đã giảng giải bài pháp hôm nay và đã trả lời các câu hỏi của đạo tràng, cũng như đã chúc phúc cho đạo tràng xin được hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ, kính mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Ya đề hoa ta sang ti hoa si ni thu bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình. Ta tham ma đa nê na pha quan tu bu chi ta so thình ca rôn tê tha huy hà ra man đa lê. Thê ra cha mai cha na qua ca kích vô sa ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca. Ga ma cha đê sa ni ga ma cha i sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha quan tu
tê cha la bu cha vi cha da sam pha hoa san se da cha ta a tha vô pa pa ti a niu ya ni căng tham ma hoa rằng ba ti cha tê sa bê kha sa ka rôn tu sang kha yang a ti rằng sa tang tham mô tham mắt tha ra cha bhukha kho ho tu sa mak go tha da cha hi ta ja rak kha an tu sa mo sa be bi tham ma cha no put thing sam ba bu nay ya ma tham ma ri ya ba we di ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về pháp thí tiện bề, rồi xin hộ độ chư tăng ẩn náu phước hàng hà xa, tỳ khô bận trẻ già, cao hạ hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông đoạn thai, thất hóa khí nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ, truyền quanh đọa đầy, cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thầy chúng con tấn hóa trong pháp giáo truyền. Do sự phước báo mà chúng con đã học pháp nơi đây, xin cho chúng con thành tâm dâng phần phước thiện này đến tứ đại thiên vương, vua trời đế tất cả chư thiên, càn thác bà, cửu bàn trà, cùng long vương, diêm vương dưới nước trên bờ. Xin các ngài hoan nghênh sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài tùy hỷ phước này để hộ trì cho chánh pháp được tồn tại dài lâu. Do phước này, xin hồi hướng đến các bậc thầy tổ cùng thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng, cầu các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã học pháp nơi đây, xin nguyện làm nhân làm duyên giúp chúng con đời nào cũng gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn để tu tập đưa đến đoạn trừ phiền não sanh tử luân hồi. Dạ xin chia phần phước này đến các là những người đang bị đại dịch Covid hoành hành. Xin cho quý vị mau khỏe, tất cả đều được bình an và đi qua nạn dịch Covid này. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ, bài học đã kết thúc. Kính mời quý vị trở lại room Phật giáo Nam truyền vào các ngày thứ tư hàng tuần vào lúc 4 giờ đến 6 giờ 30 giờ Việt Nam để chúng ta lại được nghe sư Pháp Thanh giảng giải các bài kinh tương ưng. Dạ. Con kính chúc quý sư, quý cô tu nữ, dạ kính chúc tất cả được an vui trong cuộc sống. Dạ, xin chuyển mic đến cho chị Nhật Huỳnh để chị đóng mic ạ. À, đóng room ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị. Kính cảm ơn đạo tràng. Yani thaputa ni samagata ni bumma ni vaja ni vanta likhe sate vaputa sumana bhagwanto atho pisakathya sunantu pasitam tahi puta ni sametha sape metam karotha manusiya bacha yadi vacharato chaharanti ye palinka pasmahine rakkata tamata